Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Khai đang có mặt tại dự án Ria Khang Điền tại Bình Tân. Và đây là trong những dự án mới vào cuối năm nay sẽ được mở bán đến tay khách hàng. Khang Điền xưa nay là một trong những chủ đầu tư nổi tiếng về pháp lý, có sổ. Gần như là 100% dự án căn hộ ở Khang Điền, từ nhà phố biệt thự đến căn hộ, đều cấp sổ cho người dân. Khang Điền là một trong những chủ đầu tư hiếm có khi mà hoàn thiện pháp lý, sau đó mới xây xong mới bán. Ngày hôm nay Khang mời mọi người cùng Khang tìm hiểu dự án Riviera Khang Điền. Vị trí dự án nằm tại trung tâm khu Tây, mọi người có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm cổ nhất thông qua đường Võ Văn Kiệt. Chỉ khoảng 5 phút, chúng ta có thể di chuyển đến Aeon Mall Bình Tân hoặc siêu thị Mega Mall Bình Phú, công viên Phú Lâm, công viên Bình Phú, Riviera Khang Điền. Tổng quy mô 1,8 hectare với 3 tòa tháp A, B, C. Số tầng tối đa 23. Tổng số căn hộ 1.043 căn. Riêng shophouse sẽ nằm tại khu đế của block A và B, với đầy đủ tiện ích đẳng cấp dành cho cư dân như là hồ bơi, nhà trẻ, sân chơi trẻ em, sân thể thao, siêu thị, phòng gym. Quý vị thấy là chúng ta có một mảng xanh lớn không? Khả đang có mặt tại công viên Lý Chiêu Hoàng. Và dự án The River Khang Điền chúng ta, mặt tháp A và tháp B nằm tại vị trí mặt tiền của đường Nguyễn Hới. Và trước mặt đường Nguyễn Hới chúng ta có một công viên xanh. Khu vực này đường khá lớn ha, thì khu vực xe hơi đậu có thể đi ngược chiều nhau thoải mái luôn. Sau lưng Kha là block A. Block A chúng ta đang xây dựng đến tầng thứ 12 rồi. Đó, mọi người thấy. Ở khu vực này là giao điểm của đường nội bộ và đường Nguyễn Hới. Đường Nguyễn Hới mọi người thấy rất là lớn ha, có thể lưu lượng xe đi khu vực này hai chiều thoải mái. Và là bên cạnh đường Nguyễn Hới này chúng ta sẽ có khu công viên trước mặt chúng ta là công viên Lý Chiêu Hoàng. Thêm vào đó là chúng ta sở hữu một con đường nội bộ kết nối đường Ai Dương Vương và Nguyễn Hới, giúp cho mình có thể di chuyển vô căn hộ chúng ta ra ngoài cũng nhanh chóng hơn. Shophouse thương mại nằm tại khu đế mặt tiền của block A và block B. Kinh doanh shophouse rất tiềm năng nha anh chị. Một khu shophouse có mặt tiền là đường lớn và chúng ta có chỗ đậu xe, đường riêng và mặt công viên, thì việc đi ngang ở đây đậu xe và vô sử dụng dịch vụ cũng dễ dàng nhanh chóng. Ngoài ra thì dự án có hai bãi đậu xe nữa, một cái ngoài trời và một cái trong nhà 3 tầng. Nơi đậu xe thuận tiện giúp cho anh chị có thể đi lên căn hộ hoặc là khách hàng sử dụng dịch vụ bên dưới shophouse cũng rất là dễ dàng. Tiện ích chung của căn hộ sẽ tập trung tại khu vực tầng 4. Điểm nhấn đẹp nhất là hồ bơi rất là lớn, dài 50m. Với hồ bơi lớn như thế này, nằm tại tầng 4 không chỉ riêng tư hơn mà có thể giúp cho mình có tầm view đẹp hơn. Nói thật là mình rất thích bơi và hồ bơi này là một trong những hồ bơi rất là đẹp. Nếu mình ở đây thì chắc ngày nào mình cũng tắm mọi người ơi. Mở bán đầu tiên Khang Điền chỉ bán tháp B và C thôi. Mình có làm một cái công nghệ 360 độ giúp cho anh chị có thể ở nhà xem được rõ ràng mặt bằng căn hơn. Chẳng hạn như ra đây là mình chụp lại căn thực tế nè, có gắn hình vô để xem vị trí các căn nè, view ra được Kinh Nhiên Vương sao, bến xe miền Tây đâu, Lý Chiêu Hoàng như thế nào, mình có thể xem được. Và mình có để được các góc cạnh để mình có thể xem được tháp B và C nhìn vô phía nào nha. Mình có thể xem được cái mặt tiền của đường công viên Lý Chiêu Hoàng luôn. Chẳng hạn như anh chị muốn lắp B nhìn vô công viên ở đâu, có vướng như thế nào không, hoặc là anh chị muốn nhìn vô cái hướng mà anh Nhiên Vương ạ, nhìn vô thì mình có view vô hồ bơi rồi mình view ra đường như thế nào, nhưng mà rất là thoáng nha, hầu như là không bị chắn mặt căn hộ nào hết đó. Ở đây cũng có thể mình mở lên, mình xoay xong mình zoom lên, anh chị có mở iPad hay điện thoại hoặc là chỉ máy tính thì coi rất rõ ràng luôn nhé. Số lượng căn 3 phòng ngủ rất giới hạn, một sàn như vậy chỉ có 2 căn thôi, ở phía căn góc là căn 3 phòng ngủ, còn đại đa số là căn 1 đến 2 phòng cũng chiếm đa số. Anh chị nào cần căn 3 phòng ngủ thì hãy đặt chỗ sớm để mình lấy vị trí nha. Và thưa quý vị, một vật liệu được xây dựng tại dự án của chúng ta là những tấm bê tông được đúc sẵn. Và đây là một công nghệ mới. Chúng ta sẽ không xây dựng những cái gạch như người xây nhà bình thường nha mọi người. Những tấm lắp gạch này sẽ lắp vô căn hộ chúng ta, giúp cho căn hộ được xây nhanh hơn, bền bỉ hơn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có cách âm tốt hơn và cách nhiệt rất là tốt. Hạ thác của chúng ta đã xây dựng đến khoảng tầm hơn 50% rồi, chỉ còn khoảng vài tầng nữa thôi là dự án sẽ cất nóc. Chủ đầu tư Khang Điền đang mở bán những căn đầu tiên cho các khách hàng. Về bếp thì chủ đầu tư bàn giao đầy đủ cho quý khách hàng tủ bếp trên và bếp dưới.
mặt đá tự nhiên, bao gồm bồn rửa thương hiệu Maloca. Các thiết bị vệ sinh được bàn giao đầy đủ, thương hiệu là Hapler. Và Hapler là một trong những thương hiệu vệ sinh cao cấp, phủ ceramic bền bỉ hơn, chống sức tốt hơn và cứng cáp hơn. Giá bán rumor từ 48 cho đến 53 triệu một mét vuông, chưa bao gồm VAT. Tùy vào vị trí thì giá sẽ thay đổi khác nhau. Tất nhiên là căn góc sẽ cao hơn căn thường rồi đúng không quý vị? Anh chị hãy liên hệ Kha để Kha tư vấn giá chi tiết nha. Rivia Khăn Đền đã mở nhà mẫu, có 3 căn, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ. Hy vọng là anh chị có thể đăng ký tham quan nhà mẫu. Kha rất vui khi được tiếp đón anh chị tại khu vực nhà mẫu quận 3 nha anh chị. Về mọi thông tin dự án về căn hộ studio 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ thì quý vị hãy liên hệ Kha qua số điện thoại 0858 888 808. Kha sẽ lựa chọn cho quý vị một căn tuyệt vời nhất. Và quý vị cứ an tâm đi. Nhà Khăn Đền xây dựng pháp lý rất là chỉnh chu. Mua nhà và chúng ta ngủ ngon và kiếm tiền chờ nhận nhà trong tương lai thôi. Quý vị nào mà chưa follow Kha, chưa đăng ký kênh Kha thì hãy bấm nút đăng ký bên đây nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn mọi người tại clip tiếp theo.